không biết các bạn có giống mình không? Mình có một cái kinh nghiệm rằng là cứ thấy mặt trời vàng vàng như này, bầu trời nó ngả vàng là đêm nay ắt hẳn sẽ có một trận mưa rất lớn. Các bạn thử chờ mình xem đêm nay có mưa hay không nhé. Đây là buổi chiều của quê mình. Quả không sai, đúng như mình nói, trời đã mưa từ đêm hôm qua rồi đấy các bạn. Mình chào tất cả các bạn nhé. Ở quê mình mưa, mình nghĩ là do ảnh hưởng của bão đấy. Bão nó đang vào trong Biển Đông và nó ảnh hưởng khu vực miền Bắc mình, cho nên là mưa. Điều đó thì cũng không quá lạ đúng không? Đây, đoạn đầu video đấy các bạn có thể nhìn thấy là hôm qua anh em mình ấy vào buổi tối là tập trung nhau buộc lấy khoảng 100 cái lưỡi câu để mà hôm nay mình sẽ rủ anh em là đi câu ở ngoài sông. Hôm vừa rồi mình thấy cậu Hưng ấy, tức là bố của Nhân cha, là được rất nhiều cá, thì mình bảo là cái món câu này mình cũng khoái lắm. Thì hôm nay học mót cái bài của cậu, tạm thời anh em mình mới làm được có 50 cái thôi. Thế nhưng mà để tèo lưỡi đi, tèo lưỡi anh em mình sẽ làm nốt khoảng nó 50 cái nữa, rồi sau tối nay mình sẽ đi tra câu nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì tạm thời mình để ở đây. Hôm nay trời mưa thì là chắc là mình sẽ vào trong AV kia để bắt cái con chim non ra ngoài nuôi các bạn. Đây này, ở đây của mình có một cái con chim non ở trong cái tổ đấy. Ui, nhìn nó tội quá. Đây, cái con chim non của mình thôi chết rồi, ướt hết nước rồi, để mình bắt nó vào cái đã. Không để đây nó bị ướt. Ở trời mưa này ấy, thì mẹ nó còn phải đi kiếm ăn cho chim non ấy, thì là nó bỏ chim ở đây nó sẽ bị rét. Thôi thì mình cũng nuôi chim non rất tốt đấy, mình sẽ bắt nó ra ngoài nuôi để giúp đỡ bố mẹ nó. Đấy, không thì ướt hết rồi. Quay ra ra, mình sẽ đi theo cái cửa này cho nó khỏi bị ướt. Mình đã chuẩn bị sẵn cho nó một chiếc tổ rồi, và cái máy úm thì mình đã bật trước lên để cho nó ấm. Bây giờ thì là mình sẽ đẩy cửa vào nhé, để tèo lửa ấm xong mình cho nó ăn sau. Đẻ chưa? Quốc ở đây đẻ được thêm 2 quả lưỡi sao các bạn này? Wow! Nhân thể hôm nay trời mưa thì mình đưa các bạn ra ngoài này để xem cái tổ quốc, và mình muốn báo với các bạn rằng là từ từ các bạn chờ một tí đây, con quốc đẻ được 3 trứng rồi. Cái tổ quốc của mình ở trong này nó có 4 con non ấy, thì hôm nay mẹ mình giúp mình rửa cái chuồng, thế là đẻ sổng mất 3 con quốc non ra ngoài rồi. Mình bận nhà trên ấy. Hôm nay trời mưa ấy, thì nhà trên mình nhiều việc hơn, nên là mình đang dọn nhà trên thì mẹ phụ mình dọn cái chuồng dưới này, thế là để sổng mất 3 con. Bố đang... Con biết rồi. Thôi, đằng nào nó cũng lớn rồi, con đang tính là để nó đi mà. Thôi không sao. Không cần gì, nó lớn rồi. Nhưng mà nếu mà thả vào trời nắng được thì đẹp hơn. Mẹ mình đang lăn tăn bảo là không biết liệu nó có chết hay không. Nhưng mà không, nó khỏe lắm các bạn. Đây, cái con lon của nó đây này. Cái con phùng đàn nó kìa, đấy, nó đã to đùng rồi mà. Không tèo được đâu. Rồi. Thôi mẹ cứ đi vào đây, không phải tìm nó đâu. Nếu mà tạnh mà nó về thì là cái tốt, còn nếu không thì thôi. Mẹ bảo nó chạy sang vườn nhà ông bên hàng xóm này các bạn. Mình định là tạnh mưa sau đó là mình sẽ đi tra câu. Thế nhưng mà nghe nói là thời tiết nó ảnh hưởng bão ấy, thì còn mưa dài dài. Thôi mình quyết định là cứ mang cái thúng với lại cái bộ bàn câu ra ngoài sông. Thả đã rồi là đêm nay mình đi vớt. Không thể chờ được, cái việc lóng nó phải mình làm ngay. Sốt ruột lắm. Để mình xem nước sông có lên. Nước sông cũng đang lên mạnh các bạn. Uầy, gió to quá. Hôm nay mình cẩn thận hơn là mình có mặc thêm một cái áo mưa này, và có một cái máy quay đeo ở ngực ấy. Các bạn bảo mình phải mua một cái dây đeo ngực để lắp máy quay, thì mình đã mua từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đeo cái máy quay ngực này là quay nó khó nhìn lắm, kiểu như nó rung ấy các bạn. Còn bây giờ thì để mình ra ngoài vệ sông luôn nhé. Mến nó cầm máy quay đấy đi về thì không ướt. Mến đang cầm cái máy quay mà nó không chống được nước các bạn. Đấy, để mình đi luôn. Mình sẽ bắt đầu câu từ ở đoạn này đi. Cái mồi câu thì mình sử dụng đó chính là cái
cái run đất này các bạn này. Mình vừa đi đào được một ít run, không biết tường này có đủ hay không. Bây giờ thì mình sẽ phải buộc cái viên gạch vào cái đầu dây này đã. Đây. Đây để thả cái viên gạch này xuống dưới đáy này, không là nó bị trôi mất cái lưỡi câu của mình nhé. Đấy. Rồi, cái viên gạch này nó sẽ là cái lưỡi đầu tiên. Đây rồi. Một cái lưỡi đầu tiên. Rồi là mình sẽ lấy cái run mình móc vào. Đấy, cái máy quay này nó cứ bị cúi cúi đầu xuống ấy các bạn, khó lắm. Nhưng mà vẫn phải cố làm cho xong thôi. À dạ, lâu đấy. Không phải đơn giản đâu. Đấy, một cái chiếc lưỡi đầu tiên này các bạn này. Chết rồi, nó trôi vào tận trong bờ mất rồi. Chết rồi. Đây, nó trôi vào tận bờ rồi. Lại phải bơi ra thôi. Gió to quá. Không biết là mình có tra được không ấy, gió to lắm các bạn. Thế rồi, nó lại trôi vào bờ mất rồi. Căng nhá, làm nào ra. Thôi rồi, mình sẽ tìm một cái hướng để đặt cái dây câu nó chuẩn nhất. Mình câu theo xuôi chiều gió đi. Câu xuôi theo chiều gió đi. Này nó không được. Cứ để đấy. Mến mang hộ mình lấm lưới ra ngoài để trông nó mình tra cả lưới nữa. Mình sợ là mình tra câu này nó không chuyên nghiệp ấy, là nó không được. Rồi về đi, không mưa to lắm, về đi. Mưa to gió lớn. Mình đã kiếm được một cái gốc cây xí hổ rồi. Mình sẽ quấn cái đầu dây câu vào đây luôn này, để cho cái cây xí hổ này nó giữ. Mình vừa đi tra câu ấy, thì mình vừa bám vào cái dây câu để cho cái thuyền nó khỏi trôi theo. Lưỡi thứ hai. Sau khoảng 30 phút tra câu thì cái mồi cũng đã hết rồi. Và cái câu cũng còn một chút nữa, nhưng mà nó bị rối lưới các bạn. Mình không thể tra được. Mình không có kinh nghiệm cho nên là tra cái câu này nó hơi vất ấy. Với lại có một cái điều này mà mình muốn chia sẻ với các bạn nhé. Nếu như mà các bạn nào mà không chuyên nghề sông nước ấy, thì các bạn đừng học theo mình cái nghề tra câu này. Mình cũng học theo cậu ấy, nhưng mà mình cảm thấy nó thực sự là rất nguy hiểm. Ở quê mình cũng đã từng có người tra câu này rồi là bị mất ấy các bạn. Tức là khi mà tra câu ấy, nhấc phải con cá to nó quẫy mạnh thì là sau cái dây câu nó lôi thì sau quấn cái những lưỡi câu này, những lưỡi câu này là nó bị quấn vào trong tay, trong chân này, nó mắc chặt, nó không gỡ được ra, thế là con cá nó càng lôi thì mình lại càng quấn, mình ngã xuống nước thì nó bị bao nhiêu cái dây câu nó quấn vào ấy, thế là sau không nên được, đấy thế là mất. Cho nên là cái nghề tra câu này cũng cực kỳ nguy hiểm. Còn một đoạn này nó bị rối mình không gỡ nổi, với lại cũng là hết mồi rồi. Thôi mình vào mang cái này vào trong bờ để mình tra lấm lưới. Tra lưới vẫn là an toàn nhất. Đấy, hôm nay mình tra được tầm khoảng 30 lưỡi thôi. Mai để xem ra được con gì không. Bây giờ mình tra lưới xong là mình về luôn nhé. Trời nó đã bắt đầu mưa rồi. Lại mưa mau hơn lúc nãy một tí rồi.
không phải là một mình đang ở giữa đồng trời mưa này đâu. Ở đằng xa xa kia có một chú cũng đang tra dọi các bạn kìa. Và ở ngay cạnh đây có một chú nữa cũng đang đi thả bò. Ô thế chú, trời mưa này mà chú vẫn đứng ở đây trông bò. Vẫn phải đứng. Còn ở dưới này có một em đang nhặt nhựa. Em, thế mưa gió này không về mai tạnh giáo mà nhằn. Không á? Ở đây không về. Ở đây không về á? Lúc nãy mình đi đến cái đoạn kia ấy, thì là em đây em mới gọi bảo ô anh Quế Hà này, em mới nhận ra mình, thế là mình lại vòng ở đây để ghi hình em đoạn. Em không có nhà cửa ấy. Không có nhà cửa? Không. Sao lại không có nhà cửa em? Không nhà cửa. Anh hỏi thật mà. Em không nhà, nhà cửa anh. Thế nhà kia tại kiếm tiền ba tầng cho đúng các bạn. Sinh không sinh sống. Nhặt ve chai sinh sống và không có nhà cửa. Chắc em trêu anh ấy chứ chú đây bảo là em nhà ba tầng thì to vật vã này. Đâu em có nhà ba tầng thôi. Thôi đi về thì không chốc mưa lại sấm chớp. Để anh vòng ở đây anh xem có con cá nào nó dạy không. Ở những chỗ nước rạch này là dễ có lắm. Ủa nhiều cỏ thế này thì có mình cũng chả nhìn được đâu mà. Nước ấy nhiều cỏ lắm các bạn. Nhiều cỏ lắm. Mình sẽ lội theo cái đường này. À đây cũng có người lội rồi sao đấy. Hình như cũng có người lội rồi bắt cá rồi đấy. Hôm nay nước hơi đầy. Cũng không biết có con gì không ta. Ở trên cây bưởi này có một con chèo đang trú mưa này các bạn. Đây. Đấy, và ở dưới đất có một con nữa. Kìa dưới đất nó đang một con nó đang nhặt cái gì dưới đất ấy. Đây. Mình vừa tra lưới về xong. Vòng ra để tìm xem có con cuốc đâu không thì tạm thời là chưa thấy cuốc nhưng mà thấy mấy con chèo nó ngủ ở cái cây ấy này, cái cây đu đủ này. Hình như lấp lẫy thấp thoáng mình thấy có con cuốc con ở đây sao nhỉ? Để mình đi gần đây xem. Thấp thoáng. Nó có khỏe không? Có, mình thấy nó có lập lò ở đây này. À đây, đúc, có một con cuốc đây các bạn này. Đây. À, nó biết đường về rồi. Mắt mình tinh thế. À, mình nghĩ là không mất được đâu, bởi vì là cuốc ấy nó có một cái tiếng kêu rất chi là đặc trưng. Và nó có thể gọi đàn ấy, nó dễ lắm. Mình thì mình cũng không lo mất. Nhưng mà nhân thể quần áo ướt thì mình thử ngó xem có thấy không. Nhưng mà thấy thật. Đây. Nó chạy đâu mất à? Vừa ở đây đâu à, cái bể cá này của mình các bạn bảo thế đợt này anh Quế để thế nào mà sao trông nó hoang tàn thế à, vừa rồi miền Bắc nó nắng nhiều quá đấy các bạn. Bể này là bể ngoài trời. Thế là nó bị lên cái tảo độc này. Đây để mình vớt cái rêu độc tảo độc cho các bạn xem. Thế là từ ngày mà nó lên cái rêu tảo độc này cái là cái bể này của mình nó bị hỏng luôn. Thế xong mình lười mình chả buồn cả tỉa cây nữa. Nhưng nếu mà mình cứ chịu khó tỉa cây mà vớt cái tảo này thì cũng vẫn được. Nhưng mà thôi, mình cứ để như này này. Để sau tí nữa mà thời tiết nó bớt nắng thì xong mình sửa lại sau. Các bạn có nhìn thấy cái nước mưa nó cao quá nó đang tràn ra khỏi cái bờ ruộng không? Đấy, chính là ở trong cái ao của nhà mình nó đang chảy tràn ra này này. May vừa rồi là mình có máy cái ao ba để mà bắt ba đi. Chứ không thì nếu như để nước nó cao như thế này là ba nó bỏ hết ra rồi. Nước nó chỉ cách cái bờ mặt của cái bờ rô tầm nó khoảng xem nào 30 phân như thế này. Nếu như mà trận mưa đêm nay nữa thì nó có thể là sấp xỉ bằng cái mặt này. Thế là ở về bên kia cũng thế, bà bò ra ngon lành luôn. Đúng là không lo xa ắt sẽ phải buồn gần đúng không các bạn. Mình lo xa mình máy ao ba là hợp lý đấy. Ngập mênh mông bảy sở rồi. Trời lại bắt đầu mưa mau tiếp. Ảnh hưởng bão thì nó sẽ mưa trong mặt. Ui. Giật mình. Đây, cá đây. Ảnh bão này nó sẽ mưa trong vòng 3-4 hôm.
chạy như tên bắn. Thôi mình vào đây, trời lại bắt đầu mưa mau rồi. Thích nhè. Hôm nay tạm thời chưa kiếm được cá nhé. Chốc nữa mình lại phải lấy cá mếch để cho bọn rùa này nó ăn này. Hôm nay cũng kiếm được ít cá nào đâu. Mình tra lưới thì tra lưới to ấy thì bắt toàn cá to này. Nếu mà có được thì cá to này bọn này cũng không ăn được. Chỉ có hôm nào mình đi kéo lưới hoặc là mình đi tra lưới nhỏ thì bọn này mới có đồ ăn thôi. Còn ngoài ra là vẫn phải ăn nhờ cám của ếch với cám của cá. Bây giờ hai con rùa, ba con rùa con mòn của mình nó đang chồng lên nhau. À, còn cái bể cá này của mình thì trời mưa mình cũng cho ít nước. Với lại kể từ cái hôm mà mình có mấy con cá rô mình thả ở đây ấy, thì là mình cũng phải cho ít nước đi. Chứ không thì là nó phóng ra ngoài hết. Các bạn bảo mình thế thì mình cũng nghe theo. Chả biết là trước đó có bị phóng mất con nào không, nhưng mà bây giờ thì vẫn thấy còn khối cá rô ấy. Đây là cái tổ của con chim cu Pháp mà nó ở ngoài trời ấy. Khả năng hôm nay mình phải chuyển nó vào rồi. Nếu như nó tạnh giá như mọi hôm thì mình cũng để được ấy. Nhưng hôm nay mưa mà không biết bao giờ tạnh cơ, ảnh hưởng bão. Thôi mình sẽ mang vào bên trong nhé, để cho nó ấp ở bên trong để cho nó an toàn, không để ở đây ấy. Khổ cả mẹ nó mà có khi còn hỏng quả trứng ấy. Không biết là liệu nó có nghe không. Ở đây cũng có một con nó đang ấp này. Đấy. Thì mình sẽ cho nó ở trong cái chuồng dưới này đi. Không biết là có thấy trứng là nó tự u hay không. Đấy, nằm ấp đi. Nó không vén trứng vào nhỉ? Chắc là ổn đấy, cứ để đấy đi. Sau mình đi ra nó chắc tự nó sẽ vén vào thôi. Còn này con cu Pháp ở trên này thì nó ấp cũng được mấy hôm rồi, nhưng mà chưa lở được bởi vì trứng của nó vẫn còn trong lắm. Ôi lại thêm quả nữa. Cu Pháp chỉ để 2 quả thôi mà con nào lại đẻ vào đây rồi. À, có lẽ này mình cũng xin phép các bạn là kết thúc video đây. Bởi vì hôm nay trời mưa ấy, mình mục đích là làm cần câu á, để ra ngoài kia tra câu. Cho nên là thời gian nó mất nhiều quá, không có thời gian để quay thêm nhiều video cho các bạn xem. À thì trước khi kết thúc video để mình ngó xem cái tổ ở đây nó nở chưa. Cái tổ con cúc hoa ấy. Tiện quần áo ướt thì mình lần mò luôn một thể. Đây, con cúc hoa nó vẫn đang nằm ở đây này. Lở chưa? Lở chưa? Ây, vẫn chưa lở. Thôi rồi, mình ra luôn, Thôi vào ớt đi, Con cúc hoa thì là nó là dòng chim nước. À, cái trứng của nó nhiều khi còn phải dấp nước cơ. Cho nên là không no là nó bị ướt một hai giọt nước đâu. Thôi mình xin phép các bạn là mình kết thúc video đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau.